Hello, xin chào tất cả anh em. Chào anh em đã quay trở lại với kênh Cho Phú Quốc Vlog. Hôm nay xin giới thiệu tới anh em một bầy có mấy em đực này anh em nhé. Có mấy em đực này, rất là đẹp này, vện sáng này, có cả vện lửa luôn này, vện lửa này. Anh em nhá, hàng VIP giá không rẻ, anh em cân nhắc nhá. Nếu như có nhu cầu về con giống này, những em đực về con giống này, vui lòng liên hệ theo số điện thoại mình để bên dưới, kết bạn Zalo để trao đổi thông tin trực tiếp này. Những em đực rất là đẹp này, vện mà vện kem má bạc này. Vện kem này. Đấy, đuôi cung chính giữa này. Xoáy dài nha, em nào hôm nay xoáy dài này, vện lửa này. Vện lửa mặt đen này. Xoáy dài ok, rất là đẹp luôn. Anh em có nhu cầu về con giống vui lòng liên hệ theo số điện thoại mình để bên dưới nha. Kết bạn Zalo để trao đổi thông tin trực tiếp nha. Những em đực rất là đẹp này. Hàng VIP luôn anh em ạ, xoáy dài từ đầu tới mông. Kết bạn Zalo để mình gửi thông tin chi tiết từng em một anh em nha. Đực khá là đẹp luôn. Giá không rẻ anh em cân nhắc nha. Hàng sinh viên quốc tế anh em nha. Hàng rất là đẹp. Bầy bao đẹp luôn. Được ok bao đẹp luôn. Đấy. Vện sáng vện lửa. Lời đốm nhiều. Anh em có nhu cầu về con giống vui lòng liên hệ theo số điện thoại mình để bên dưới. Kết bạn Zalo để trao đổi thông tin trực tiếp, mình không báo giá trên video anh em thông cảm nha. Mình không báo giá trên video anh em thông cảm. Có những thành phần không thích thì anh em vui lòng nách ra ngoài dùm mình nha. Anh em không thích thì thôi, vui lòng giết nách ra ngoài. Nhưng anh em nào thực sự yêu chó và thích những con đực đẹp này, nuôi chơi, nuôi cánh này, trông nhà này, giữ sướng làm giống này. 2, 4, 6 em đực, 6 em đực đã bán 2 em này, còn lại 4 em thôi. Anh em nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết này. Bầy này có 4 em đực rất là đẹp nè. Đấy, đây đấy, màu rất là đã luôn đấy, đấy. 6 con đã bán 2 em đực còn 4 em nha. Anh em có nhu cầu về con giống thì vui lòng liên hệ theo số điện thoại mình để bên dưới nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.